Trời ơi, tự nhiên á, mất rồi. Tự nhiên gọi đến phải mất luôn Facebook. Thôi mọi người ơi, chết rồi. Tự nhiên mất Facebook. Mọi người ơi, bị hack qua khỏi Facebook. Đang quay lại nhá. Ok luôn em, lời rồi. Tối nay hả? Hai cô đi chợ hả? Anh quên mang là không đi mua rồi. Em Hà đây. Đằng suốt cái này người ta chưa cho em nữa mà. Ta để cho khách ra trước đã. Sợ lộn xộn. Mọi người bị hack khỏi Facebook nhá. Em bảo nay là thành người nổi tiếng. Với cái live stream của anh đây là mấy người chơi này đó, cho nên là em là người nổi tiếng này đó. Em đứng cạnh anh em là càng nổi tiếng hơn. Cái gái mà đứng cạnh anh là em thì càng nổi tiếng hơn. Đây là mẹ của Hà này. Mọi người ơi, vào lại đi nhá. Chia sẻ đi. Đây chị đi mất. Bây giờ không chia sẻ nữa. Đây chị đi để cho người em tặng nữa nào. Em một trai một lâu để cho tặng. À, đây con trai tặng được gì đâu. Wow, rồi. Đi quay cái trong này tí. Đây này. Đấy là ôm hoa đứng bên cạnh à. Đây là người thân thầy cô giáo, các bạn học sinh, phóng viên. Em ơi, các em ơi, đứng lùi vào tí, đứng gọi vào trong cháu bên nào. Đi vào đi anh ơi, mấy cô vào đây. Ôi, đang để chế độ công khai mà. À, các cô thì vào ít cửa đúng rồi. Lại còn được cái chị Hiền này này, chà. Đây là người hâm mộ mà, khổ quá đi. Chào mọi người nhá. Anh ơi, anh cao, anh đứng dịch lại sao đi xem nào. Là chế độ công khai rồi mà. Mọi người chia sẻ đi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ nhá. Chị chia sẻ của em về cũng được. Đây nè, nhìn là mọi người đang cầm hoa, ôm hoa để tặng cho Hà đây nè. Mọi người ơi, chờ thêm tí nữa nhá. Đây là thầy Kính, thầy chủ nhiệm của Hà. Thầy chủ nhiệm à? Thầy giáo chủ nhiệm. Đây là thầy bí thư đoàn trưởng. Từ từ đợi hoa hậu tí nha mọi người. Chào mọi người nhá, chào tất cả mọi người nhá, hoa hậu sắp ra đến đây rồi nhá.
chào tất cả mọi người nhá. Chị em mình đã quạt lại sau cho em đấy ạ. Anh nhờ chút ạ. Cái hạt lại sau đấy ạ. Anh đã quạt lại. Chào mọi người nhá, sắp ra đến đây rồi. Cú Thanh ơi, không đi à? Thanh ơi, không về à? Hoa hậu về. Đang về đến sân bay rồi nhá. Cờ xíu ơi, cờ xíu. Ra xe của Huệ lấy cái cục sạc đây chị coi. Bỏ con nó ra lấy thường tỉnh nhá. Cục sạc như cái túi của chị á. Lấy cái túi, bỏ hắn ra cái túi chị coi. Nó đứng như vậy sao hội cháu? Gần hết pin. Mình không chen qua cái dây gai hội cháu nhá. Cái này nó đổ. Rồi ok. Chào mọi người nha. Hả? Ai đi lấy cho chị đâu? Đang chờ họ đi lấy. Tí thôi mà. Đâu rồi? Bùi Huyền. Lâu quá thôi nhờ. Mọi người thông cảm nhá, vì là sân bay chuyến bay người đang phát. Từ từ. Đang ở sân bay Sao Vàng nhé mọi người, ở trong miền Nam đón về. Mọi người ơi, chờ đợi tí nhá. Đem bán rượu chi nè bà con ơi. Gần hết pin rồi. Khổ ghê á. Đây là cái cảnh đấy, đồng tiền. Còn 25% pin nhé cả nhà, cứ yên tâm đi. Đúng rồi, đây sân bay Thọ Xuân mà. Đông lắm. Không hết pin đâu, yên tâm đi nhá. Lên xe là sẽ có pin dự phòng nhá. Mọi người sẽ được xem hoa hậu về tận xã Cầu Lộc thì thôi. Mọi người chú ý nhá. Chú sang nhà gì chú? Chú đi đằng kia chú kìa. Đi trong cái đằng trong. Vâng. Cũng không biết sao mà lâu thế không biết. Cho em mượn cái dây sạc nào. Không có à? Lâu quá đúng không mọi người? Chào bạn Thuận. Không biết nữa.
iPhone nhanh hết pin lắm. Chào cháu Thìn nha. Chào em Long Hoàng, chào tất cả mọi người, chào cả nhà nhé. Máy chị quay tối quá. Ra đến nơi rồi nhé mọi người, chú ý nha. Về cầu Lộc đi, về cầu Lộc đi xem nhá. Rồi cứ túi cố gắng xem nhá. Điện thoại hiếu pin rồi. Hoa hậu nhá mọi người. Đây. Đúng gọn sang về đi ạ. Lùi ra cho người ta ra đi. Lùi ra cho người ta ra nào các ơi. Đây nhá mọi người đây. Mọi người ơi đây, hoa hậu của chúng ta đây nhá. Lùi lấy được không? Vâng lùi đi. Hoa hậu của chúng ta đây mọi người. Đó thì ha. Mày tập kia không lẹp mà làm lấy đường cho bà ta đi. Mọi người ơi, xem nào. Quay đi. Mọi người câu xây đâu, số này đâu. Đây nhá. Ôi, đông quá. Ôi, mày tụt lại mất sao rồi. Mày tụt lại làm sao rồi mọi người ơi. Sao vậy này, không quay được. Đây nhá, nhìn đây. Ôi, mày thiệt lắm mọi người ơi. Chứ hai bên cháy rồi. Nào, đi ra nè. Tấm hình chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, xin tấm hình của em nè. Đi lên. Chồng anh, đi lên. Đi ra đầu cho. Sao mà cứ lôi thế nhở? Bọn em đang con lăn. Thiếu đơn. Chồng anh quá. Anh lùi ra đi cho em nó đi.
lùi ra đi, lùi đằng trước đây, lùi trước đây. Đi ra. Lùi ra đằng trước. Tránh ra đi, tránh ra đi. An ninh làm rồi. Thôi nào. Các bạn là cứ bình tĩnh vào 3 ngày ở Thanh Hóa mà. Ngày mai mà các bạn về đặt gì nói nhá. Mọi người đi từ từ, mọi người lùi rộng ra đi. Bác ơi, bác bảo vệ mình. Bảo vệ mình ra đi. Nào. Cục đá đi này. Bây giờ nhá. Lùi ra đi. Ban tổ chức nhờ ban chúng tôi thôi. Mọi người thấy chưa? Đây. Ấy cái anh kia bên kia ra rộng ra cái. Anh ơi được rồi anh ơi. Anh ơi đợi anh kia ra cái. Lùi ra cho. Chú đứng lùi ra đi cho em nó đi. Lên xe đi. Anh được à? Chị Nguyệt Tê. Mọi người thấy chưa? Xe rồi nha mọi người nha. Cho lên đi. Đi được rồi. Mọi người nha, chào mọi người nha. Bắt được chụp, bắt được chụp. Về quê nhá. Về quê mọi người ơi. Úi, cho ta được mồm với tận họ, được thêm này. Được chưa Hương? Được chưa? Chị bắt kia rồi. Được chưa? Đến lúc ra xe, lên xe mình. Không chụp này, không chụp ảnh à? Hai vào đứng gần chụp chưa rẻ. Ôi trời, bạn em được vô Facebook này. Đâu? Hai vô tận trong cùng à? Đúng rồi, có mấy khách chụp. Tôi vào tận trong cùng luôn. Chụp được à? Không chụp nhưng mà có ai chụp với tao mà chụp. Đây chụp mà chuyển sang chứ chị Việt không chụp được đúng không ạ? Đang quay lại chụp đang được. Mẹ ăn đi xong. Thôi bây giờ đi về nhà chụp thôi. Về nhà xin chụp nha. Ờ chứ sao. Mọi người rất là vui, hôm nay cháu về quê. Quá vui luôn. Ôi trời ơi, cầu lọc đến đây. Cầu lọc đã hút thuốc lao. Đây, cầu lọc của chúng tôi đây. Đây này, nhìn này, cầu lọc này, đoàn xe này. Đó, thấy chưa mọi người? Xe của cầu lọc này. Ôi, để lên lấy cục sạc dự phòng. Không biết cái xe nó để đây này. Để lấy cục sạc. Tôi sẽ phục vụ mọi người xem hoa hậu cho đến khi hết thôi nhá. Ôi vui quá đi. Đó. Toàn của cầu lọc là của hậu lọc lên này. Ôi trời, đúng là hai chị em chen vào mà chả chụp được. Bấm máy mà không được. Nhưng mà có người ta quá. Người ta sẽ chụp. Có chụp nhưng mà mình không có kiểu của ở như mình. Được rồi, tí nữa về chụp. Đang đi đón hoa hậu đây. Trời ơi, lên đến 1.500 người ấy, để xem ạ. Đây này, cái đoàn xe của cầu lọc đi đón hoa hậu này. Đó, hoành tráng chưa? Đây này. Đây mọi người này. Đó. Đông chưa? Lấy cái cục sạc cho ô. Vui quá thì mất. Lấy cái túi cho ô. Một cái xe này luôn hay như nào? Ta ngồi vô. Đi ngồi lên đây đi luôn đi. Lên đây nhàn chỗ ngồi không? Đi lên đây. Để lên xe để mọi người nhá.
Xuân, sang bên kia ngồi đi. Giờ thì không ta lại đi lại đây. Đi ta ra xe đó. Cái xe lúc nãy của ta đâu? Đây 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 xe đây. Ê ê ê ê ê. Được rồi. Lên xe là lên xe. Để vô đi. Đây nha mọi người, nhìn này xe này. Đó. Bây giờ là đoàn xe đang chuẩn bị về quê. Cậu Dũng không được xem hoa hậu, không được đón hoa hậu. Bây giờ chào mọi người nhé, để tí nữa về quê, về đến hậu, đến cầu Lộc sẽ được giao lưu với cháu thì tôi sẽ phát trực tiếp nhá. Chào mọi người nhá, mọi người nghỉ trưa đi nhá. Chào mọi người nhá.